Trung Kiên Auto chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh Mua Bán Win nhá. Hôm nay có hai bác trai, bác giấu tên. Hai bác trai giấu tên có đến nhà em mua chiếc xe mà em dọn full mới đây anh em nhìn nhá. Tay quay qua một lượt đây, một vòng. Đấy. Bác đến tận nhà em mua. Đấy anh em nhá, full mới luôn anh em nhìn thấy chưa? Đấy, và bác ấy không tiện lên màn ảnh. Bác ấy không nên cho lên màn ảnh. Thì em chỉ quay video thế thôi để em cho lên thùng thôi. Đấy, đứng đằng sau quay. Đấy, cho lên thùng nhá anh em nhá. Em đi Trung Quốc là từ hôm 29 âm đến bây giờ là mùng 5 rồi. Mới về nhà thì đúng hai bác ấy đến, hai bác chốt luôn. Đấy. Đấy. Chốt luôn. Anh em nào có nhu cầu mua xe dọn xe thì alo cho em nhé, đừng nhắn tin nhé. Ok rồi anh em ạ. Cái này nót đúng không? Bác Vân bác mua nhiều dây bác cẩn thận không bác? Không. Bác nhìn em chở ba con như thế em đi. À, Sơn Na. Sơn Na, Lào Cai. À, đây. Ok nha anh em nhá, xe lên thùng rồi. Cảm ơn bác trai đã ủng hộ. Tất cả anh chị em mua xe dọn xe Galo cho em đừng nhắn tin nhá. Số điện thoại của em là 0358 444 888. Cảm ơn anh em, tôi tắt đi. Ok anh em nhá, bác ấy về rồi anh em nhá. Đấy, hai bác ấy giấu tên. Anh em thông cảm. Đấy, xe đã về rồi, xe đã bán. Tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe dọn xe thì Galo cho em đừng nhắn tin nhá. Đấy. Đây anh nhìn này, xe anh em về rất nhiều này. Được chưa? Khung đang dọn này.
khung này anh em nhìn thấy chưa? Đấy, xe đang về đây nhá. Ok.